kính thưa quý vị khán giả, dù các cơ quan chức năng đã có rất nhiều giải pháp nhằm giữ gìn trật tự, trị an xã hội, trừng phạt những kẻ vi phạm pháp luật, những kẻ lừa đảo, trộm cắp vẫn lén lút thay đổi hành vi, đợi thời cơ thích hợp để gây hại cho người lương thiện. Tuy nhiên, không ít hành vi lừa đảo, trộm cắp đó lại vô tình được sự tiếp tay của nạn nhân, thông qua thói phô trương khoe của, không cẩn thận trong giao tiếp hoặc bỏ qua những nguyên tắc bảo mật cần thiết. Góp một tiếng nói vào việc giữ gìn an ninh trật tự xã hội, chương trình Chuyện Cảnh Giác của Đài Truyền hình Vĩnh Long thông qua những tiểu phẩm mang tính thực tế cao sẽ mang đến cho quý vị khán giả những thông tin hữu ích nhằm bảo vệ mình và người thân trước những trò cướp giật lừa đảo. Chương trình thời gian qua đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của khán giả xem đài và chúng tôi rất mong sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ như vậy cho chương trình ngày một tốt hơn. Tại anh tìm nhà người thân ở đây mà địa chỉ khó tìm quá. Anh hỏi địa chỉ nào? 226/3/4B ở khu phố 3 phường 5 em. Khu phố 3 hả? Trời đất ơi, khu phố 3. Anh lên đằng trước kia kìa, anh đi thẳng tới ngã tư. Chứ ai gì còn tiền trường chán lắm. Lương gì đâu, có khi cuối tháng á mà cũng không trả cho nhân viên nữa. Lúc nào cũng khất á, 5-10 ngày sau mới trả. Sao kỳ vậy? Trong khi á, công nhân của tụi mình á, lương có bao nhiêu đâu mà hàng tháng á, chi phí tùm lum tà la hết à. Chú ơi, chú có thấy chiếc xe nãy con đậu đem chú? Con thử xem coi xung quanh đây coi xe con có nằm đó chỗ khác không. Đó, máy còn ngon anh. Máy tốt anh ơi. Anh nhìn đi nè, nước sơn đồ rồi máy rồi cũng còn ngon lành mà. Thì thôi 25 triệu thì 25 triệu. Nhưng mà có khuyến mãi hậu mãi gì không? Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ tặng anh cái nón bơi. Một chiếc xe máy là phương tiện đi lại phổ biến ở nước ta, cũng là tài sản có giá trị với nhiều người. Với kẻ cắp, chiếc xe lại là miếng mồi ngon, dễ tiêu thụ nên chúng cũng thường đưa vào tầm ngắm với trăm phương ngàn kế lừa đảo xấu xa. Tiểu phẩm này dừng lại một tình huống lừa đảo trộm xe như vậy. Xin mời quý vị cùng xem để cảnh giác. Chở em đi ăn sinh nhật giới thiệu với bạn anh mà bây giờ anh nói không được là sao? Chắc không đó. Rồi vậy thôi nha, em đang đi ngoài đường nha, có gì chút xíu em về nhà rồi em gọi lại cho nha. Thôi ha, bye bye anh. Em ơi, em cho anh hỏi là em phải người ở chỗ này không em? Đúng rồi, em ở khu này. Mà anh hỏi có gì không? Tại anh tìm nhà người thân ở đây mà địa chỉ khó tìm quá. Anh hỏi địa chỉ nào? 226/3/4B ở khu phố 3 phường 5 em. Khu phố 3 hả? Trời đất ơi, khu phố 3. Anh lên đằng trước kia kìa, anh đi thẳng tới ngã tư. Anh rẽ bên phía tay trái, rồi chạy thẳng khoảng 800m nữa, rẽ bên phía tay phải là nhìn bên đó là tới khu phố 3 đó anh. Rồi sao quẹo nhiều vậy em? Mà em có nhà em gần đây không? Dạ, nhà em cũng ở gần ngay đó đó anh. Em cho anh đi theo em được không? Tại vì tới cái đầu hẻm đó là anh biết cái đường vô hả? Vậy thôi cũng được, anh đi theo em đi. Nhóm thanh niên này đã phân vai và dàn cảnh khá kỹ lưỡng. Một người giả hỏi đường rồi làm quen, một kẻ khác giả tông xe bỏ chạy cho tên trước đóng tròn vai anh hùng cứu mỹ nhân. Mục đích của chúng khá rõ ràng, cô gái sẽ mất cảnh giác với tài sản của mình khi bị cuốn theo vở kịch này. Bây giờ anh nói gì? Anh mày lại xin lỗi người ta? Xin lỗi gì? Không, tôi không có sai. Trời đất ơi, anh ơi, thôi đi. Anh làm gì vậy? Em không có sai. Anh muốn gì hả? Hả? Anh ơi, bỏ qua đi. Mày chạy xe cái gì? Mày còn nói nữa hả? Mày muốn gì hả? Anh ơi, bỏ qua đi. Mày xin lỗi người ta. Không có lỗi mày gì hết. Mày biết người ta con gái không? Mày biết người ta con gái không? Muốn gì hả? Muốn gì hả? Anh ơi, bỏ qua hết đi, em không có sao hết á. Anh bỏ qua, anh đừng có đánh nhau ở đây nữa.
bỏ qua bỏ qua gì sai mà còn đổ thừa ta nữa là trời hả? Lẹ đi bộ gì khi hai tên đang giả đánh nhau thu hút sự chú ý của cô gái thì tên thứ ba nhanh chóng giở trò đào chích chớp ngay chiếc xe và tẩu tán. Một phút lơ là với tài sản, cô gái lập tức trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo quá chuyên nghiệp này. Quý vị hãy lưu ý, khi gặp những vấn đề tương tự ngoài đường phải luôn chú ý giữ gìn tài sản của mình nha, đừng vì một phút sơ hở rồi hối hận không kịp. Ông bà ta vẫn hay nói, bán anh em xa, mua láng giềng gần, để đề cao những mối quan hệ xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Những công nhân từ quê lên thành phố làm việc, ở trọ cùng một khu nhà cũng thường nương tựa nhau như thế. Nhưng đôi khi, người láng giềng đó lại là một kẻ có tâm địa xấu xa, chỉ chờ ta sơ hở để ra tay lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Việc này thường xảy ra như thế nào? Xin mời quý vị cùng xem tiểu phẩm sau sẽ rõ. Tiền mua đồ chưa trả cho tụi nó nữa. Giờ sao đây ta? Xài một tháng có 1,000,000 làm sao mà đủ. Giờ cuối tháng rồi. Hôm bữa mượn của con Nam 200 chưa trả. Rồi tiền trả góp cái bếp ga nữa. Có việc cần dùng mà lại hết tiền. Có lẽ đa số chúng ta đều đã trải qua cảm giác này. Cô công nhân này sau một hồi rầu lo suy nghĩ sẽ làm gì? Đi bay? Cầm đồ? Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện. Ủa? Trời ơi, phải công nhận dọn dẹp nhà cửa sạch dữ ta. Tại vì á, vài bữa nữa con em tuổi lên thi đại học, ráng dọn dẹp cho sạch sẽ một xíu. Đảm đang thiệt luôn á. Bữa nay không đi làm hả? Thì bữa nay chủ nhật mà làm gì bà? Ồ trời, đầu óc làm sao đâu á. Tại vì ở bên công ty tôi á hả, làm thứ bảy chủ nhật tăng ca đều đều à. Ủa vậy hả? Ừ, nên có khi á, chủ nhật thứ bảy đâu có được nghỉ đâu. Không biết hên sao bữa nay được nghỉ nè. Ê, hôm bữa tôi nấu chén chè chưa nước á, tôi mang qua đây ăn thấy ngon không? Ngon, bà làm mà sao không ngon được. Khen hoài người ta nổ tôi mũi nè. Tôi nói thiệt chứ bộ. Hôm nào bà có nhà, hai đứa mình kiếm cái món gì đó làm ăn cho vui, chịu không? Bánh xèo đi, lâu lắm rồi tôi chưa ăn nha. Ừ, cũng được á. Vậy thì tôi phải mua rau nè, rồi mua thêm bột, rồi mang qua đây hai đứa mình làm ăn chung ha. Ừ, chứ bà ở đây một mình, tôi ở bên đó cũng một mình á, hai đứa mình á ăn chung cho nó vui chứ ăn một mình buồn lắm. À quên, nó mới nhớ, chút xíu bà cầm mấy chén về giùm tôi nha. Trời ơi, có cái chén không mà quan trọng quá, bữa nào tôi lấy cũng được. Để hổm giờ rồi. Sao? Bên công ty bà lương bổng á, họ có trả đúng hạn cho mình không? Thì mình là công nhân mà, lương bổng có bao nhiêu đâu. Không trả đúng hẹn lấy xài. Công ty được cái á, trả lương rất là đúng hẹn. Như vậy cũng mừng. Chứ ai như công ty tôi chán lắm. Lương gì đâu, có khi cuối tháng á
mà cũng không trả cho nhân viên nữa. Lúc nào cũng khất á, 5-10 ngày sau mới trả. Sao kỳ vậy? Trong khi á, công nhân của tụi mình á, lương có bao nhiêu đâu mà hàng tháng á, chi phí tùm lum tà la hết à. Ê, bữa nào mà bên bệnh thiếu người á, giới thiệu tôi làm với nha. Bà nói hay á, tại vì hai mình ở chung á, có gì đi làm, đi chung xe khỏi tốn xăng nữa, tốt quá rồi còn gì. Hứa giữ lời nha. Đúng rồi. Móc méo quá chịu. Trời đất ơi. Ngọc ngồi nói chuyện với Hồng, cô bạn hàng xóm, mà ánh mắt không bỏ sót một cử chỉ nào. Đầu óc thì như liên tục suy tính một kế hoạch gì đó. Khi mọi thứ dường như đã nghĩ chín mùi, cô cáo từ về. Chứ thấy bề bộn quá rồi. Ừ. Vậy tôi đi nha. Ừ, lấy cái chén về giùm tôi luôn đi. Bà để đâu vậy? Ngay đó đó bà. Rồi, thấy rồi. Nè bà, hứa nhớ giữ lời nha. Tôi biết rồi. Cảm ơn bà trước. Ừ, khi nào rảnh qua chơi tiếp ha. Rồi. Ê bà Học. Ủa, gì á? Tôi có chuyện này gấp, tôi muốn nhờ bà nè. Xe của bà có cần phải đi đâu không? Không, cả ngày đây tôi ở nhà mà. Vậy hả? Tại vì á, tôi có con nhỏ bạn mà nó mới điện thoại nè. Sao? Nó đang bị cảm nặng lắm, mà nó ở một thân một mình không ai lo hết trơn á. Nó nhờ tôi bây giờ qua bển cạo gió, tôi coi nếu có nặng á, rồi đi mua thuốc hoặc là chở nó đi bệnh viện. Cho tôi mượn xe chút xíu được không? Ừ. Nè, bà đi sớm về sớm nha. Yên tâm đi, khoảng nửa tiếng, 2 tiếng á, tôi lo cho nó xong tôi về liền. Ừ, đi. Cảm ơn bà trước nha. Đi cẩn thận nha. Rồi. Ủa mà nó bảo hiểm đâu vậy? Tôi để ở trên xe á bà. Đó, ngay đó mà không thấy hả? Trời đất ơi, dạ. Mắt mũi. Tôi sẽ đi sớm về sớm, yên tâm nha. Bye bye. Sâu chìa khóa mà Ngọc mượn và đã để ý trước đó có đủ khóa của căn phòng, tủ, xe. Nhiều người trong chúng ta cũng có thói quen gom tất cả chìa khóa vào một sâu như vậy cho tiện, tránh để quên hoặc mất mát. Thật ra đây là một hành động thiếu cảnh giác, đặc biệt nếu nó rơi vào tay kẻ gian. Rõ ràng đã suy tính cho một âm mưu lừa đảo, Ngọc đem chùm chìa khóa đánh thêm một chùm y hệt. Cô gái xấu tính này đang chuẩn bị làm gì đây? Rồi nè. Ủa về rồi hả? Nhỏ bạn Ngọc có sao không? Cũng hên tôi đến kịp lúc á, không chứ nó xỉu rồi quá. Trời đất ơi. Ở một thân một mình là vậy á bà ơi. Cũng may bà về á, tôi đang chuẩn bị tôi đi chợ nữa đây nè. Vậy hả? Ừ. Tôi gửi chìa khóa nè. Cảm ơn bà nhiều lắm nha. Không cái gì. Bạn bè giúp đỡ nhau mà. Rồi tôi về nha bà. Ừ, bye bye bà. Thank you.
Trang ơi, tiền của tôi đâu rồi? Cửa khóa, tủ khóa. Băng chùm chìa khóa đánh lén, cô hàng xóm xấu tính đã vơ vét sạch sẽ tiền bạc của người bạn công nhân nghèo không kém mình. Một hành động còn hơn cả trộm cắp. Quý vị hãy rút ra những bài học cảnh giác cho mình từ việc kết bạn và vội tin tưởng một người lạ đến cách cất chìa khóa, cũng như những bài học cảnh giác khác như là cất giữ tư trang tiền bạc, quý vị nhé. Những chiếc xe máy đắt tiền luôn là mục tiêu chiếm đoạt của bọn trộm cướp. Để đạt được điều đó, chúng liên tục nghĩ ra những cách thức khác nhau, có sự phối hợp nhịp nhàng với đồng bọn để có thể qua mặt được người lương thiện. Những bãi xe có người trông giữ vẫn có thể là mục tiêu của bọn chúng. Tiểu phẩm này tái hiện lại một thủ đoạn lừa đảo để trộm cắp, nhằm cảnh báo đến những người hành nghề trông giữ xe và cả những quý vị nào thường đi lại bằng một chiếc xe máy đắt tiền. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Dám lên chú con. Dạ. Nhanh chú ơi, nắng quá chú ơi. Động sức trong nha. Dạ. Quý vị hãy lưu ý, hai gã thanh niên này chúng đã chơi rất lâu và ra tay ngay khi có dịp. Nhắm tới chỗ em. Nhắm tới chút xíu. Rồi. Em đậu gọn vô nha. Dạ. Thủ đoạn của bọn chúng khá đơn giản, chỉ cần lanh tay, lẹ mắt, chúng đã chuẩn bị sẵn một bảng số xe giả giống hệt chiếc xe chúng đang đi. Rồi cứ thế, hùng dùng dắt xe mới ra với thẻ xe có ghi số đàng hoàng, chiếc xe cũ kỹ bỏ lại. Người bảo vệ thường chỉ quan tâm đến việc thẻ xe có trùng với số xe không, chứ ít lưu tâm đến người đi xe còn dùng thế nào. Chiếc xe nãy con đậu đây không chú? Con thử xem coi xung quanh đây coi xe con có nằm đó chỗ khác không? Không có. Hồi nãy chú có dời xe con đâu không? Không, chú có dời xe gì hết đó. Nãy rõ ràng con đậu chiếc xe đây mà. Đẹp. Xe con xe gì? Chiếc SH màu đỏ. Đưa chú coi thẻ xe. Chú có dời xe con đâu không chú? Không, chú không có dời. Vậy xe con ở đâu?
thằng Kỳ, chú giữ xe mà chú nói Kỳ là sao? Chú ngồi ở đó mà chiếc xe con đâu chú nói chú không biết. Chuyện xảy ra thật đáng tiếc và có lẽ còn kéo theo nhiều hệ lụy khác cho người giữ xe và chủ nhân đích thực của chiếc xe. Ở các bãi giữ xe thông minh, khi khách hàng đưa xe vào bãi, người giữ xe quét thẻ từ cũng là lúc màn hình bảo vệ sẽ chụp hình nhận dạng người lái xe, được yêu cầu bỏ khẩu trang và kính mát để lưu cùng với hồ sơ chiếc xe. Việc làm này nhanh chóng, thuận tiện, giảm thiểu mất mát. Thiết nghĩ các bãi xe đều nên nghiên cứu trang bị để giảm rủi ro cho mình và cả khách hàng. Để chiếm đoạt tài sản của người lương thiện, bọn lừa đảo không ngừng nghĩ ra những chiêu trò khác nhau, mục đích để người dân mất cảnh giác và dễ dàng sa vào bẫy của chúng. Chiêu lừa mua xe sau là một trong những thủ đoạn bất lương đó. Xin mời quý vị cùng xem tiểu phẩm sau để thêm một kinh nghiệm bổ ích cho mình. Cháu ơi. Ôi, chào anh. Anh muốn mua xe hả? À. Dạ, anh muốn mua loại nào? À, chiếc này nhiêu vậy? Rồi, chiếc này tôi để lái 25 á, 25 triệu bây giờ anh thì tôi cũng giao anh 25 triệu. Bớt vài triệu đi, 25 mình cứng lắm á. Thì anh thấy bây giờ 25 triệu giá nó đâu có bao nhiêu đâu mà anh còn bớt gì nữa. Được rồi. Sao? Máy còn ngon anh? Máy tốt anh ơi. Anh nhìn đi nè, nước sơn đồ rồi máy rồi cũng còn ngon lành mà. Thôi 25 triệu thì 25 triệu. Nhưng mà có khuyến mãi hậu mãi gì không? Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ tặng anh cái nón bảo hiểm được chưa? Được không? Thôi cũng được đi. Ủa mà anh làm đây có mình hả? Không, tôi có nhân viên mà bữa nay nó bệnh rồi. Nó nghỉ nên năm ra bây giờ có mình tôi coi thôi à. Thôi về đi. Rồi, đồng ý giá 25 triệu ha, nhưng mà tôi đặt cọc cho anh 3 triệu à. Ngày mai tôi đem tiền đến, tôi chồng đủ rồi lấy xe luôn à. Thôi được rồi, rồi đây. Anh vô đây, anh vô đây làm biên nhận với tôi. Ôi trời ơi, biên nhận biên gì phiền phức lắm. Cái tiệm của anh ở đây nó hoành tráng gì mà mẹ là anh trốn đi đâu. Nè, 3 triệu thì à. Làm biên nhận cho nó chắc ăn. Thôi, anh khỏi đâu. Tôi tin tưởng ông mà. Đầu tiên, tên Tâm này sẽ tìm mọi cách lấy lòng tin của người chủ tiệm bằng cách đặt cọc mà không cần giấy biên nhận. Hắn tạo ra cái vỏ thân quen, hồng diễn tiếp màn thứ hai. Cho hỏi thăm anh Hảo đó rồi cô. Chú Hảo đi công chuyện rồi, chú cần gì con giúp cho à? Con là bạn thân với ảnh. Dạ. Hôm qua đó thì tôi với ảnh có làm việc với nhau. Thì tôi đặt cọc chiếc xe. Dạ. Này đúng hẹn tôi lại tôi lấy. Dạ. Anh đi đâu vậy? Dạ chú mới đi công chuyện, có gì thì chú trao đổi với con được rồi. Tại nãy chú Hảo cũng có dặn rồi. Dạ. Được rồi, để tôi điện thoại vào ha. Dạ. À, alo. Anh Hảo hả? À? Hôm qua tôi đặt cọc chiếc xe, rồi bữa nay tôi đúng hẹn tôi đến tôi lấy. Rồi anh đi đâu vậy? Sao? À, làm việc với nhân viên của anh đúng không? Rồi, được rồi. Rồi, anh dặn cổ đúng không? Rồi, đây, để tôi đưa máy rồi con nói chuyện với anh nha. Rồi. Dạ, con nghe chú ơi. Dạ. 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 Dạ vậy được rồi, để con giao xe cho chú. Dạ rồi, con chào chú. Con gửi lại chú. Vậy bây giờ con giao xe cho chú. À. Dạ. Nói gay á. Dạ. Là cái chỗ tin tưởng bạn bè phải không? Hôm qua tôi đặt cọc chứ tôi cũng chưa có thử máy nữa. Dạ. Bây giờ con lấy chìa khóa cho tôi thử máy ha. Dạ, chú thử xe.
phá ra ngày trước. Canh ngay lúc người chủ tiệm không có mặt, tên Tâm đã xuất hiện và dùng cách nói bổ bả thân quen để qua mắt nhân viên bán hàng thiếu kinh nghiệm. Hắn đã bỏ con săn sắt và lần này quyết bắt con cá rô. Mấy em ông chú? Ngon á. Dạ. Nhưng mà để chú chạy thử vài vòng hay sao ha? Dạ khoan, để con vô con lấy một bảo hiểm cho chú đã nha. Chạy dạ. Chừng hai ba vòng rồi biết xe làm sao rồi. Dạ chú là bạn của chú Hảo mà. Và trứng được giao cho ác. Điều gì xảy ra sau đó hẳn chúng ta đã đoán biết. Chiếc xe một đi không trở lại. Và chuyện mua bán nhớ đời này chắc hẳn sẽ trở thành một bài học kinh nghiệm đắt giá cho nhân viên bán hàng và cả chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, chuyện cảnh giác là những tình huống có thật ở quanh ta, được những người thực hiện chương trình tìm kiếm chắt lọc lại để có thể chuyển tải qua những tiểu phẩm sinh động và mang tính thực tế cao. Qua đó, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp đến cho quý vị khán giả những kinh nghiệm cần thiết, từ đó góp phần tiêu diệt cái xấu, nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình. Quý vị có thể gửi những tình huống có thật vào hộp thư Đài Truyền hình Vĩnh Long để chia sẻ với mọi người những câu chuyện đã gặp trong cuộc sống, chung tay vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó chính là thông điệp chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chuyên mục Chuyện Cảnh Giác. Và đến đây thì chương trình kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.